Nhìn cái cảnh này như kiểu là ở công trường ấy nhỉ, anh nhỉ? Nên mọi người đi làm công trường ấy, làm cái lán ăn cơm cùng nhau. Như kiểu làm nương làm rẫy ấy. Và nấm mẫu luôn. Đó. Từ hôm 11 chuyển sang đây. Thế hôm mà sạt lở vào cái vụ mà 5 người chết dưới này đúng không anh? Hôm đấy xong là hôm sau là chuyển lên đây luôn. Chuyển lên đây luôn rồi. Thế là nhà mình có bị làm sao không? Nhà em thì bị nứt hết rồi. Bị nứt bây hết. Giờ phải di rời. À. Không thể ở được nữa. Xin chào quý các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với Ado TV các bạn. Một video nữa mình truyền tải lên kênh các bạn. Hiện tại thì mình vẫn đang ở cái bản Cô Tông Bản Vàng các bạn vào buổi chiều ngày hôm nay. Và hiện tại thì mình đang ở cái đầu bản các bạn nhé. Nơi mà 14 hộ dân hiện tại đang phải di chuyển về đây ở những cái lán tạm đây này các bạn này. Và hiện tại thì mình bắt gặp một anh áo đỏ đấy, anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Tên là Nhè. Anh Nhè đúng không? Dạ. Anh Nhè thì hiện tại vẫn đang ở đây và tối nay thì sẽ mọi người là ăn nghỉ ở đây luôn đúng không? Dạ. Đó, thì là câu chuyện là như này các bạn. Ở cái bản của anh Nhè là từ chỗ này này các bạn này. Các bạn nhìn thấy có chỗ sạt đỏ sang kia không? Là nhà khu vực anh là ngay bên dưới bản đấy đúng không? Vâng ạ. Thì là anh chuyển lên đây lâu chưa ạ? Chuyển về đây được 3 tuần rồi ạ. Được 3 tuần à? À thế là mình từ cái hôm mà... Từ hôm 11 chuyển sang đây ạ. Thế hôm mà sạt lở vào cái vụ mà 5 người chết dưới này đúng không anh? Vâng ạ. Hôm đấy xong là hôm sau là chuyển lên đây luôn. Chuyển lên đây luôn rồi. Thế là nhà mình có bị làm sao không? Nhà em thì bị nứt hết rồi. Bị nứt bây giờ phải di rời. À. Không thể ở được nữa. Đó. Trong cái tập hôm trước ấy, mình lên đây thì mọi người gần như là không có ai ở lán này các bạn nhé. Vì là mọi người đi lấy cái tiền trợ cấp ấy, vậy là lên một chút đồ trợ cấp về. Và hiện tại thì mọi người đã về rồi. Nhưng mà anh Nhè cho em hỏi là sao mấy cái nhà này lại hiện tại mọi người chưa về đến nơi hay như nào ạ? Mấy cái nhà này thì dân nó kiểu nó về rồi, về nhà rồi. À. Tối nó mới ra ngủ. À. Nó về nhà kia xong tối nó mới ra. À tối ra đây ngủ à? Thế là chắc là bây giờ là trời nắng rồi nên là mọi người cũng về nhà nấu cơm ở nhà xong. À. Thế từ hôm rồi là cũng nấu cơm ở đây đúng không? Vâng. Vì là bây giờ trời nắng rồi. Mình lên đây một chút được không? Trên này có con nhà không anh? Có. Ở đây này các bạn này, mọi người sẽ ở đây những cái lán như này các bạn này. Đó. Và tối ăn ngủ ở đây luôn. À trên này là người ta không nấu cơm hả anh? Bên này là không ai nấu cơm. À người ta về nhà hết được đúng không? Nấu cơm ở nhà ăn xong tí nó mới lên. À. Đây bát đũa. Cho cô. Cô đang chắc là lấy đồ quần áo để đi tắm đây. Mọi người ở đây thì có nguồn nước sinh hoạt không anh? Có. Nguồn nước nó ngay đây, ngay mưa. À cái chỗ mà vừa rồi bọn trẻ con nó tắm đây đúng không? Là sinh hoạt đấy luôn. Vâng. Thế là hôm nay là anh bảo là nấu cơm bốn nhà ăn ở đây thì là ở đâu? Ở dưới kia. À dưới này. Đó các bạn mọi người thì ở gọi là tránh sạt lở lên tận đây ở đấy các bạn này. Và các bạn nhìn thấy đang xa xa kia không? Nó sạt lở kinh khủng khiếp luôn. Cái vụ đấy là nó sạt xuống tận thủy điện mà làm chết 5 người các bạn. Ở thủy điện Đông Nam Á ấy, đúng không? Nậm Lúc Đông Nam Á. Thế là hôm nay đi lấy đồ trợ cấp được nhiều không anh? Được những cái gì? Đi lấy thì được một ít quà, thức ăn, một ít tiền. À, quà, thức ăn, tiền. Vâng. Thế là nhà mình ở chỗ nào? Nhà ở đâu? Cái lán của anh ở chỗ nào? Lán của anh đang ở chỗ kia. À, chỗ kia. Hôm nay thì hai anh em mình anh Nhiệm với anh Nhiệm khả năng là tối anh em mới về đến nhà rồi. Xin chào. Không phải tối mà khuê về nhà. Tối chị. Con với anh em tôi giao lưu là đi. Thôi. Em nhé, còn tí bọn em về thôi.
Em bé mấy tuổi rồi? 2 ạ. 2 tuổi rồi á? Đi học chưa? Đi rồi. Đi học á? Bạn ấy thì đang không mặc gì nên là mình không nhìn nhiều các bạn. Không mặc quần. Đây là lán của anh Nhè đây à? Đây này các bạn, mình sẽ ghi hình cái cảnh mà mọi người ăn cơm tại đây. Ui, tại sao mình không tìm cái chỗ nào nó bằng bằng hơn mà tại sao là mình lại làm lán ở cái chỗ đất nó dốc dốc như này anh? Kiểu làm tránh ánh nắng. À, tránh cho đỡ bị nắng khuất sau cái tán cây. Đỡ phải nắng. À, nó đỡ. Như ở chỗ này thì nó nắng không ở được. À, còn chỗ này nó hơi dốc một tí nhưng mà nó mát đúng không? Dạ. Rồi, em cảm ơn. Ở đây thì mọi người có tháp điện đây các bạn, có không biết là điện lưới hay điện nước. Chào cho cô. Cô thì bê mâm lên rồi. Đó, mọi người thì nấu cơm ăn tại đây này các bạn này. Cái này như kiểu là lán ở trên rừng ấy nhỉ anh nhỉ, như gọi là đi nương ấy. Đó, mọi người nấu cơm tại đây. Cái những cái đồ này là mình mua hay là như nào đây anh? Cái đấy là các nhà kia nó cho. Ôi dồi, từ thiên to. Anh ơi, nhưng mà cái này khả năng là hỏng rồi anh ạ. Mình không lấy kiểu mình không mở nắp cái đó ra xuống. Vì là có con, em thấy có con gì nó ngon ngoại trong này. Rồi đấy rồi. Con rồi, con sâu. Cái này ban ngày anh mang ra nắng to anh. Anh mang ra phơi anh ạ. Vâng. Vâng. Có lạc này, có cá khô này. Hôm nay thì ăn thịt lợn. Hôm nay thì mọi người ra chợ được rồi các bạn. Ra chợ được rồi. Ăn thịt lợn. Cái này mua ở chợ thôi đúng không? Hay là mình mổ? Vâng. Sáng nay vừa đi. Buổi tối nay là bốn nhà cùng ăn à? Đây tối mọi người phải dùng cái đèn pin treo đầu đây. Đây là những hộ gia đình ở đây là gọi là mình không có nhà ở, mình nhà mình mới ở lại đây đúng không ạ? Vâng. Còn những nhà khác thì nó bây giờ mình nó không hỏng rồi nó về. À. Nhà ở đây thì nhà hỏng hết. Còn bốn nhà là hỏng hết à? Đây là ba nhà hỏng. Vâng. Còn nhà là thằng cháu thì nó vẫn lên đây ăn cơm thì. À, ba nhà hỏng. Hiện tại là bây giờ là không còn nhà để về nữa rồi nên là phải ở lại lán tạm. À, bên dưới này nấu khác à? Bên dưới nấu khác à hay như nào? À, nấu chung nhau xong về góp đúng không? Chú. Đây này, bếp lửa ngay đường luôn chỗ này này. Mưa xuống nên nó sói cho chỗ này thành cái rãnh luôn. Mình sẽ thử vào một cái lán của các bạn nhỏ thử xem nhé các bạn nhé. Thử vào ngó xem. Hello. Trong đây thì như này các bạn, có quần áo, có những đồ dùng, vậy là gạo từ thiện mọi người đem giúp đỡ ấy. Đó. Như này thôi, tối ngủ thì thêm cái màn nữa. Đây các bạn. Ôi giời. Chị lấy đũa, mọi người nấu cơm ăn sớm ở đây này. Bây giờ thì cũng tối tối rồi. Ngồi hai mâm khác nhau à? Mâm sao lại không đặt gần đây cho nó sáng? À, còn nó nhiều, không gian hẹp quá. À, không gian hẹp quá đúng không? Với lại cái chỗ này nó hơi dốc các bạn, đặt gần nhau cũng khó. À đúng rồi, mình còn ăn cơm giữa đường mà nhỉ. Thanh niên này ăn cái gì đấy, uống sữa à? Ôi trời ơi. Sợ. Ôi chú có làm gì đâu. Người lạ.
Nhìn cái cảnh này như kiểu là ở công trường ấy nhỉ, anh nhỉ? Nhưng mọi người đi làm công trường ấy, làm cái lán ăn cơm cùng nhau. Làm cái gì ạ? Làm nương làm dãy. Như kiểu làm nương làm dãy ấy. Đấy được cơ. Dạ vâng. Vâng, thôi các anh các chú ngồi đi. Khi nãy một cháu là ngồi ở trên chỗ nhà bạn Thường trên kia là cũng ăn cơm. Hôm nay nhà ở gia đình đấy cũng là đổ mái nhà hay sao? Cũng đang đổ mái. Đổ mái. Chú với anh có món canh gì mà trong ấy? Hôm nay là một trâu ở chợ thì mua về. À thì mua về à? À có cái canh gì mà trong ấy? À cái này là cái đây này. À cái này là nước rượu ấy. Buồn quá này, uống một tí rượu. Vâng. Không có nhà cửa rồi. Nhiều khi là uống say say tí ngủ mới dễ. Không thì quên nằm. Quế quật mọi chuyện quá khứ. À. Không có nhà cửa. Mình lại bắt đầu lại từ đầu. Thế là bốn nhà mình là hiện tại là sập hết rồi đấy. Ba nhà sập hết rồi. Mọi người cứ ăn đi, kệ hai anh em cháu. Hai anh em vừa mới ăn xong, vừa mới ăn xong kia xuống. Ăn đi. Về đây. Dạ vâng, ok. Anh em cho em ra đây ghi hình một tiết, em sẽ vào. Các em bé thì ngồi đây. Các chị em ngồi đây. Mọi người mời cái bác rồi vào ăn cơm luôn. Và nấm mẫu luôn. Đó. Cô định bảo là về nhà nấu cơm ăn đúng không? À. Thôi vào ăn cơm cùng nhau cho vui. Đó, cô định ở cái lán trên đầu hồi này các bạn này. Vừa rồi thì cô định mang thịt về nhà nấu ăn à? Đó. Định mang thịt về nhà nấu ăn đúng không? À, thôi ăn cơm đây luôn, thêm bát thêm đũa thôi. Cháu mời các cô nhé, mời mọi người nhé, mời các em bé nhé. Nằm mau nhá. Bây giờ. Nhìn thấy cảnh này, lần đầu tiên nhìn thấy cái cảnh ăn cơm ngoài đường như này luôn các bạn, mà không phải là ngoài đường to, cái này gọi là đường lên bản nữa. Đó. Có một cái bóng đèn sáng. Và các bạn nhìn thấy không, ăn xong thì mọi người lại chui vào trong lán ngủ đó. Cái lán thì các bạn nhìn thấy không, đây này, những chiếc lán bạt màu xanh. Trời mưa thì nó lụp đổ với các bạn, còn trời nắng mà chui vào đây thì nóng không chịu được luôn các bạn. Mấy bé thì đi tắm về rồi, đi tắm nhanh lên về ăn cơm nào. Ôi dồi ôi, chạy tôi cả quần. Dạ vâng. Rồi, mình sẽ vào ngồi đây cùng mọi người một chút nhé. Ngồi hỏi thăm mọi người một chút, giao lưu một chút. Ngồi tắt cái đèn cho nó đỡ sáng, mọi người lại ngại. Ngồi tất cả nhé. Ôi, cháu mời mọi người nhé. À,
Rượu ngô, rượu gạo anh, rượu ngô đúng không? Rượu gạo thôi. Rượu gạo. Rượu ngô thì uống bây giờ bỏ hết rồi. Pha một tí. Pha một tí rượu ngô bỏ. Có rượu ngô đấy, thơm mà. Thơm thơm mùi rượu ngô lắm. Thơm mà. Rồi rau đây nhé. Vâng. Hôm nay thì có thịt trâu này. Vâng. Rau cải và thịt lợn. À đây. Dạ vâng. Mới để cháu, để cháu. Anh em tự nhiên nhá. Vâng vâng. Này ạ. May là còn xuống bản còn đi mua được thịt đấy nhỉ, chắc mấy hôm đầu là chắc là toàn ôi rau xanh không có đây. Mấy hôm đầu là ăn hả? Cơm với nước lá thôi. Mấy hôm đầu á? Vâng. Ăn cơm nước lá thôi. Bây giờ đi quán thì không có quán bán nữa. Quán nó chạy hết, cô lập hết rồi, cũng có. Cô lập hết. Vâng. Đường là không có đường đi. Đường là không có đường. Vâng. Mà sáng phải đi được chứ. Vâng. Thế là đi mình không đi nữa. Mình còn bị cô lập mấy ngày ạ? Cô lập được bao nhiêu? Hơn một tuần. Có nghĩa là lúc đấy chỉ ăn cơm, ăn cơm chăn lại muối. Thế chắc là vừa được thịt mấy bữa nay thôi. Cháu mời mọi người nhé. Tự nhiên nhé. Vâng. Vâng vâng. Nhà có gà thì mổ được nha. Không có gà thì chịu. Còn ao thì cá thì ở đây cũng không hay có mấy. Có nó mà bé mình không chăm sóc thì nó kiểu nó không lớn này. Gà mình thả dưới cái này này. Vâng. Hết đi hết. Sạt đi hết luôn ạ. Ừ. Có mất nhiều không chú? Mất tầm khoảng 50 con. 50 con gà. Ôi giời. Rồi các bạn ngồi ăn cơm, ngồi nói chuyện với các anh các chú một chút thôi. Cũng muộn rồi, hai anh em thì sẽ phải di chuyển về cũng muộn muộn rồi. Bây giờ về nhà chắc phải mất hơi một tiếng đồng hồ các bạn. Đường thì khó đi, vậy nguy hiểm nữa, hai anh em sẽ về thôi. Hôm nay thì các chú bảo là để đưa các cô ơi. Hiện tại thì cháu, hai anh em cháu ấy thì cũng không có gì nhiều đâu. Có một chút gọi là một chút tấm lòng, mọi người có thể là dùng tiền mua sữa hoặc là mua thức ăn hàng ngày thì cháu sẽ gửi ở đây. Hiện tại là có 4 hộ đây, còn lại đây đúng không? Vâng, thì cháu gửi em gửi chị với lại là cô với lại là mọi người nhá. Vâng, chị gái nhận giúp em đấy. Dạ vâng. Vâng, mọi người cứ ăn cơm đi ạ. Chắc là bọn em bọn cháu xin phép di chuyển đây cũng muộn rồi, đường thì khó. Ôi, chúc mọi người sớm vượt qua cái thời gian khó khăn này để làm vào nhà mới rồi là di chuyển đến chỗ khác nó an toàn hơn. Rồi các bạn, hôm nay thì hôm nay đi cùng anh Nhiệm vào trong cái bản Cô Tông Bản Vàng các bạn. Xin lỗi là cái tên nó hơi dài nên là mình trình nhớ hơi chậm một chút các bạn. Cô Tông Bản Vàng, một cái bản rất là hoàn cảnh là như này các bạn, đường đi xấu các bạn và có những điểm sạt lở nứt hàng mét cơ, nên là mọi người không còn chỗ mà ở nữa, nên là phải ở những cái lán như này này các bạn này, và ăn uống tại đường này luôn các bạn, ăn xong thì ở luôn. Rất là đây, các bé này thì tối là đi chơi loanh quanh đây luôn này. Video này mình kết thúc tại đây luôn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh. Xin chào các bạn.